Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên em đây đang là một con LG V60 và hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác là cách nhanh nhất để mà nhận biết nó là một con V60 bản chuẩn T-Mobile nha các bác. Tại vì đến thời điểm hiện tại bây giờ này thì cái bản V60 mã là T-Mobile nó vẫn đang là cái bản ngon nhất nha các bác. Đương nhiên nó có cái bản Hàn nữa nhưng mà bản Hàn nó chỉ có một vài con thôi, cho nên là coi như là bỏ qua nó đi. Nếu như bác nào tìm được bản Hàn thì đúng là cái bản này sẽ ngon hơn bản này, nhưng mà nó rất ít, cho nên em coi như là không có nha các bác. Và hiện tại là V60 có thể coi là chỉ có bản Mỹ thôi và đứng đầu, có nghĩa là ngon nhất ý, kể cả về song sánh rồi hoàn thiện các thứ ý, thì em vẫn đang đánh giá là con V60 bản T-Mobile là ngon nhất nha các bác. Thì sau bản T-Mobile ý, thì em đánh giá tiếp đó là bản bạn AT&T nhé. Đấy, thì đây là ý kiến cá nhân của em thôi, chứ em cũng không 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 áp đặt cái ý kiến của em cho tất cả mọi người. Đấy là tùy các bác thôi. Đối với em nhé, T-Mobile là ngon nhất này, sau đó là AT&T này, đấy, và sau đó là cái bản US Cellular gì đấy, đấy, và tiếp theo là bản Sprint, và tiếp theo nữa là bản Virgin, sau đó là mấy bản Nhật. Đấy, thì đấy là theo ý kiến đánh giá của em thôi, chứ còn chắc chắn sẽ có nhiều các bác sẽ bảo là những bản khác nó cũng như nhau thôi. Đấy là tùy ý kiến các bác thôi, đấy là ý kiến của cá nhân em thôi nhé. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác cách để nhận biết cái bản T-Mobile chuẩn nhé, chuẩn thôi nhé, chứ không phải là zin nhé. Zin thì nó rất là nhiều thứ nhé, em đang nói là chỉ chuẩn T-Mobile thôi. Đấy, thì trước tiên về ngoại hình nhé, các bác phải chắc chắn là nó có số email khắc ở trên lắp lưng như này nha các bác. Nó phải có số email khắc ở trên lắp lưng nhé. Riêng V60 ấy, là có T-Mobile và bản Sprint ấy, cũng có số email khắc ở lắp lưng như này. Đấy, có hai bản khắc email ở lắp lưng nhé, cho nên các bác phải chú ý nhé. Đấy, phải trước tiên là phải có số email khắc lắp lưng này. Đấy, và số email này nó phải trùng với số email ở trong máy nhé. Đấy, trong máy đây. Các bác không cần phải dùng cái lệnh sao tăng 06 nhé, tại vì nhiều cái là không không sử dụng được. Cho nên các bác vào phần hệ thống này, giới thiệu điện thoại này. Đấy, thì cái email của con này nó là 14004 nhé, đúng không? Thì đây, các bác có thể nhìn thấy là trùng với số email nhé, 14004 nhé. Đấy, tiếp theo ấy, như vậy chưa chắc nó là bản T-Mobile nha các bác, chưa chắc nhé. Đấy, các bác phải tra số email này ở trên cái trang này. Đấy, bác tra nhé, để em tao thực hiện thao tác tra cho bác luôn. Đây, để em vào cái trang đấy nhé các bác. lgrom.com. Đây các bác, thì các bác vào cái trang lgrom.com này nhé. Các bác nhập cái số email của các bác vào đây. Em nhập nhé. 355 65 711. Như em chưa nhập ở đây đây. Đây em có nhập thì này. Đấy, các bạn nhấn vào check. Đấy, thì đây nhá. Khi bác nhập xong các bác nhấn check nó sẽ ra như này. Trước tiên là cái số email này. Đấy, số email này. Mấy cái mã này không quan trọng này, cái số model này cũng không quan trọng nhé. Các bác chỉ quan tâm cái dòng region này này. Đấy, dòng region là có nghĩa là vùng miền đấy. Region nhá. Region này này, đấy, region thì nó là TMO, có nghĩa là T-Mobile nha các bác. Đấy, thì số email này chính xác nó là số email của bản T-Mobile các bác. Đấy, các bạn khác các bác cũng thể vào trang này để các bác tra được nhé, và các bác chỉ để ý cái dòng region này thôi nhé. T-Mobile thì nó viết là TOM, còn AT&T nó viết là ATT, version nó viết là V V V gì V V kép gì đấy, nói chung là nó sẽ có chữ V ở đầu tiên, không nhớ là như vậy. Rồi, ok, khi các bác tra ở trang này xong, ok là chắc chắn là bản T-Mobile đúng không, nhưng mà cũng chưa chắc nhé, chưa chắc nhé, còn một thao tác nữa đây, một thao tác nữa nhé. Một thao tác nữa là các bác vào hẳn cái menu ẩn, các bác nhấn lệnh này, sao thăng 546, quên, sao thăng 546368 thăng sao 600, và ấn số thăng nhé. Nếu như mà cái bản đấy của bác không dùng được lệnh này ấy, thì có thể nhé, có thể là máy đó up ROM khác rồi, up ROM không phải ROM gốc nữa, thế nên nó không dùng được lệnh này, thì các bác
cũng có quyền nghi ngờ là không phải bản T-Mobile nhé. Còn nếu mà chuẩn ra trong gốc thì bác phải dùng lệnh này nó mới vào được nhé. Dùng lệnh như này, ấn dấu thăng nữa là vào nhé. Đấy, và các bác vào cái phần SCV menu này. Đấy, và các bác vào phần Meet Info này. Đấy, và các bác nhìn thấy chữ nào không? Chữ IMBL nó phải bằng 1 nha các bác, nó phải bằng 1. Nếu như mà nó bằng 0 ấy thì chưa chắc cái bản đấy nó là bản T-Mobile nha các bác. Đấy. Chắc chắn nó phải bằng 1. Tại vì theo cái kiến thức của em thôi nhé. Đương nhiên là kiến thức thì là vô bờ bến. Theo kiến thức hiện tại của em ấy, thì là như mấy bác phần mềm bảo em ấy là hiện tại là cái IMBL bằng 1 này này thì là cái số email này sẽ không sửa được nha các bác. Không thể sửa được số email này. Hãy không thể sửa được số email này. Đấy, cho nên là nếu IM bằng 0 ấy, IMBL bằng 0 ấy thì có thể sửa được số email này, cho nên là IMBL bằng 1 này thì là không sửa được, thì có thể nói đây là bản T-Mobile xịn luôn, không 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 phải là hàng dựng, không phải là hàng không chuẩn ấy, kiểu đấy. Đấy nhá, thì đấy là cái những cách đơn giản nhất. Còn đến đến thời điểm sau này thì không biết là cái số IMBL bằng 1 này họ có can thiệp được không, thì cái đấy thì em chưa rõ nha các bác. Đấy. Đấy, nếu mà các bác kiểm tra đơn giản thì nó chỉ bằng đấy những bước thôi. Chứ còn con này thì đây các bác thấy này. Em có thể bung cả lắp lưng nó ra. Đấy, bung cả lắp lưng nó ra được. Thì một cách chắc ăn nữa ấy, là các bác táo được máy ra. Táo hẳn máy ra, các bác xem là các linh kiện nó có bị tay tê hay không. Có bị khó khiếc gì liên quan đến sửa chữa không. Đấy, là chắc nhất. Đấy, còn không tháo được thì hoàn toàn các bác có thể dùng mấy cái cách vừa rồi em chỉ ấy, là cũng có thể chắc ăn khoảng 99% rồi nha các bác nhé. Đấy, ok. Thế thôi, chào các bác.